Alola, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Minecraft Pixelmon Plus. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký. Và nếu bạn đã đăng ký rồi thì nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo với khi mình ra video clip mới nhất. Ok, thì chúng ta sẽ cùng chơi tiếp cái phần tiếp theo đó các bạn. Ui, vãi, giờ đây có một con boss này. Hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều việc để làm. Thì mình khá là buồn các bạn ạ. Buồn một chỗ là mình rất là mụ. Ui, cái gì con này sao bị cháy này. Từ, ok, hiểu. Mình đánh xong con boss đã rồi mình sẽ ngồi mình nói chuyện với các bạn sau về cái vấn đề tại vì sao mấy hôm nay mình buồn thế. Thực sự là nó, ôi sao con boss này ném nó bắt ra nhà vậy. Thì đụng một người nói sao á. Cái gì? Rồi, đây. Cái gì 102 à, quên. Đây là cái dàn Pokemon khủng của mình các bạn ạ. Cho nên đánh boss là nó sẽ cấp cao. Các bạn thấy đấy. Nhìn này. Ủa vãi, Tapu Fini đang cháy và nó cho phát chết luôn. Ok. Auran. Không đau. Ơ chưa lại rồng vô hiệu cái con này à? À không, vẫn đánh được. Wow, mạnh quá. Vẫn ăn nó các bạn. Ủa 3 hit luôn này. Ok, được hai cái thẻ đỏ với một cái Enigma Prairie các bạn. Thì mình chỉ muốn nói thế vậy thôi. Từ từ, mình sẽ đi về nhà đó à, thôi. Time set đây, ok. Thì có nhiều bạn đấy, nếu như mà mình á mà ra video thì cũng chửi, mà không ra video thì cũng chửi. Nếu mà mình không ra Pixelmon thì các bạn ấy kêu là sai không ra Pixelmon. Đấy, còn thằng chó sao mày không ra Pixelmon? Còn nếu như mà mình mà ra Pixelmon thì kêu là thằng ngu, không biết cái gì cũng làm. Đấy. Thì mình có rất là nhiều những cái gọi là cái suy nghĩ nó bị trái ngược nhau các bạn ạ. Có nghĩa là nếu mình làm mình cũng bị chửi á, mà mình không làm thì mình cũng bị chửi, mình rất là buồn. Vì thế mà lâu lâu thì mình cũng có những cái thời khác là mình buồn á. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn mình làm cái video Pixelmon mà liên tục một ngày 5 video. Ôi, boss Mewtwo từ ra bắt đánh boss Mewtwo đó. Nếu các bạn muốn mình làm ấy một ngày 10 clip Pixelmon cũng được các bạn ạ. Đấy, các bạn muốn mình làm một ngày 10 clip Pixelmon cũng được. Các bạn chỉ việc mỗi bạn đưa cho mình 100.000 thôi. Đấy, là mình sẽ làm clip Minecraft Pixelmon cho các bạn xem. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì mình còn phải làm rất là nhiều việc chứ không phải chỉ suốt ngày ngồi nhà chơi game. Đã nói mình đã nói tập trước rồi là mình còn phải đi làm chai bao, làm phục vụ quán bar, làm đi đực các thứ để mình kiếm tiền để mình còn nuôi sống bản thân cũng như là nuôi sống gia đình. Mình 25 tuổi rồi chứ không phải là trẻ con nữa. Giống như các bạn là chỉ việc ngồi nhà rồi xem video của mình sau đó là ngồi chửi thôi. Ý mình nói là những cái người anh không bàn phím nhá. Bởi vì mình biết ấy, là những cái người xem video của mình nhá, cũng có đối tượng là người lớn. Bởi vì dạo đây mình đi ra ngoài đường á, mình hay gặp như kiểu là thậm chí là mấy cô, mấy chú luôn cũng ra đường hỏi ủa, Vũ Lý thả cháu. What? Mình cũng cảm thấy rất vui các bạn ạ. Cũng có nhiều bạn cũng như kiểu là cũng bằng tuổi, cỡ tầm hai mấy tuổi ấy, ra đường gặp mình cũng chào Vũ Lít đàng hoàng thứ, mình rất là vui. Ủa các bạn ơi, con này là X hay Y đấy? Nhiều bạn nói con X đẹp hơn con Y. Hôm nọ mình nhìn con Y là tóc nó màu cái vòi ma bừ nó màu xanh cơ. Con này hôm nay vòi nó màu hồng, mình không biết X hay Y đây. Mình bắt thử ra biết nhá. Pokehill. Đấy. Nếu các bạn muốn mình làm video mỗi ngày cho các bạn xem thì đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc đưa cho mình mỗi thanh niên 100.000 thôi. Là đảm bảo hôm nào cũng có video cho các bạn xem. Đấy. Các bạn biết tại sao mình còn phải đi làm các bạn ạ? Vì thế mà các bạn không đừng có gọi là ép buộc mình hôm nào cũng phải ra video các bạn ơi. Mình cũng phải đi làm nữa mà đúng không? Mình còn phải nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình chứ, đâu phải là mình chỉ ngồi và chơi game được đâu. Mình sẽ không có tiền thì chúng ta không thể nào mà nuôi sống bản thân được. Bây giờ có thực mới vực được đạo. Chứ bây giờ há hốc mỏ chết đói anh em ạ. Ôi chết luôn rồi. Ôi dồi ôi, mình cho mấy con ghé ra điều, con này chả có chiêu gì để đánh nó này các bạn. Ở chắc mình sẽ đi về thôi. Con này là XKI đấy các bạn. Các bạn để ý là lần trước mình gặp con Y á là cái điều, tóc mấy con này cháy hết đấy các bạn. Lần trước mình gặp con Y á thì nó bị nó tóc nó cái vòi ma bư của nó màu xanh cơ. Tập trước tính ra là mình học chiêu cũng hơi sai đấy các bạn. Lẽ ra là mình phải thay thế một chiêu đất. Bởi vì đất thì nó sẽ đất à nước thì nó sẽ khắc lửa này. Nhưng mà mình sẽ có chiêu lá nó sẽ khắc được nước các bạn ạ. Mình lại lỡ may mình lại học cái chiêu này rồi, mình rất là xin lỗi mọi người. Thì ở trong cái clip trước ấy mình có ôi chết rồi. Mình sẽ đánh lại một lần nữa xem nhá. Mình hy vọng là sẽ đánh được các bạn. Mình sẽ cho con này ra trước, con Godon ra trước. Con Godon phòng thủ nó cao. Chắc là sẽ không chết được một hit đâu. Đây. Mình sẽ
Vừa dùng chiêu nào ta? Đây đúng không? Không chết. Đấy. Chiêu này có thể hút một khúc máu của con này. Chúng ta sẽ dùng con này này. Ôi, không được rồi, không ăn thua các bạn ơi. Quả nó quá mạnh. Đánh sau nữa. Dàn Pokemon của mình đánh sau mà toàn thua. Ôi, con Tapu Fini này nó khá là mạnh nhá. Con Tapu Fini này nó là một cái dạng gọi là Pokemon gần như là huyền thoại rồi các bạn. Các bạn có thể gọi nó là một cái con Pokemon gần huyền thoại rồi. Bởi vì nó là một vị thần canh đảo ở trong Alola mà. Chắc là rất là khỏe. Ở con này mình không đánh được rồi các bạn. Như bạn thấy đấy, là nãy giờ mình đánh đều không được hết. Mình sẽ đứng ở bây giờ. À, có ông học skill này à. Ôi, lại một con golden nữa. Đây có ông học skill, mình sẽ đi học skill cho mấy con Pokemon này. Sau đó lại quay lại đánh Mewtwo tiếp. Rồi, may quá. Rồi, con này. Ui, con này nhiều chiêu ấy. Ok. Con này nhiều chiêu phết đây. Để mình xem có chiêu nào mạnh không. 70, 70, 120 này. Học luôn. Chiêu này không có đam. Học luôn nhỉ các bạn. Học tiếp cho con mực này. Con mực này bá nhỉ. Mực này khá nhiều chiêu các bạn. Có trả chiêu chơi bay này. Mình học đủ các chiêu đi. Yes. Nó chạy lên đây rồi. Từ từ nào. Để học xong skill đã. Sau đó mình sẽ tiếp tục nói chuyện với các bạn tiếp nhá. Bởi vì mấy hôm nay mình cũng hơi buồn đấy. Vì thế mà mình cũng lười ra video lắm. Các bạn phải biết là mình cũng có lòng tự trọng của một con phò đực chứ. Thế nên các bạn đừng có chửi mình liên tục vậy, mình cũng buồn lắm. Mình luôn luôn phải gác gối lên vai để mình suy nghĩ về tương lai của mình. Rồi khổ lắm các bạn ơi. Ok rồi. Học xong skill rồi. Xem con skill có con nào. Hết skill rồi. Để xem con Trianta còn chưa gì rồi. Còn chưa Beat Test này, Dốc Sai này, Payback này rồi. Hết thì kêu xịn này các bạn. Rồi, tạm thời là ok á. Rồi, mình sẽ qua. Ôi, mất Mewtwo đi rồi. Mewtwo đi rồi các bạn ạ. Thôi kệ đi. Coi như là mình đã lỡ mất Mewtwo vậy. Bây giờ sẽ đi về nhà nhé các bạn. Mình sẽ đi về nhà của mình để tiếp tục làm cái nhiệm vụ của hôm nay. Nhiệm vụ của hôm nay là mình muốn tiến hóa con này. Mình muốn tiến hóa con Gyarados từ con Magikarp này, từ con cá vàng này. Các bạn có thể thấy là cái dàn Pokemon của mình cực kỳ khắm luôn. Để xem nào, Greninja rồi. Đây, Pokemon mà mình thích nhất là Greninja. Mình không thể nào mà bỏ Greninja một lần nữa các bạn. Đấy, thì nếu như mọi người mà muốn mình làm clip mỗi ngày thì đơn giản thôi mọi người ạ. Các bạn cứ việc góp tiền đưa cho mình. Còn nếu không thì các bạn có thể xem video mình có thể ra bất cứ lúc nào các bạn xem. Nếu mà mình rảnh thôi chứ. Bây giờ các bạn bắt mình làm video liên tục thì mình chết mất các bạn ơi. Mình cũng cần phải gọi là có tiền, có thu nhập với các thứ để mà mình còn phải trang trải cuộc sống nữa các bạn. Mình lớn rồi chứ đâu phải là trẻ trâu đâu. Đấy. Các bạn hãy thông cảm cho mình nhá. Còn bạn nào không thông cảm thì mình không quan tâm lắm. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thay một chút nha. Mình sẽ thay con này lên trên này. Greninja số 2. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi đánh mấy con Pokemon bất kỳ để kiếm kiếm kinh nghiệm cho con này. Ok, mình sẽ Pokeheal. Đó. Chúng ta chỉ để con Magikarp ở đây là tượng trưng thôi các bạn. Rồi, sau đó mình sẽ cho Greninja ra. Đây là Magikarp màu vàng các bạn. Tí mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh con Magikarp màu vàng. Bởi vì nhiều bạn chắc là cũng chưa nhìn thấy con Magikarp màu vàng đâu. Con này hệ nước này các bạn. Thanh niên này toàn Pokemon hệ nước thôi. Thế là đánh thế nào được Pokemon của mình các bạn. Marip này hệ điện à. Marip là Pokemon hệ gì. Thôi bây giờ mình không dám nói linh tinh nữa các bạn ơi. Mình nói linh tinh thì các bạn ấy nói là thằng này không có kiến thức mà cứ nói linh tinh đấy. Khổ lắm, bây giờ mình chả biết nói như nào cho phù hợp đấy các bạn. Thế nên bây giờ mình chả dám nói gì đấy. Mà YouTuber mà không nói gì trở thành không ai xem. Vì thế mà thôi, bạn nào cảm thấy mình nói nó không hay thì các bạn không nên xem nữa các bạn ạ. Đấy. Bởi vì như thế thì sẽ đỡ hơn cho các bạn rất nhiều. Và cũng đỡ hơn cho mình rất nhiều đấy. Rất nhiều boss đây nè. Nhưng mà mình chưa, tập này mình không muốn đánh boss các bạn. Tập này mình sẽ tập trung vào để luyện cho Magikarp. Đánh boss cũng là luyện mà đúng không. Mình sẽ qua đánh boss để luyện cho Magikarp luôn. Đấy thì mình chỉ muốn nói vậy thôi các bạn ơi. Thì bạn nào hiểu được thì hiểu nha. Còn không hiểu được thì thôi. Bởi vì mình không phải là thần các bạn ạ. Không phải là thần vũ lít. Đấy. Không phải là thần vũ lít cho nên mình không thể nào mà gọi là đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người được. Đấy. Vì thế mà nếu như bạn nào mà muốn một ngày mình ra 10 video clip Pisamon được, mỗi người gọi là góp 100.000 là 100 người là một đống tiền rồi. Là vậy là một tháng là mình làm ra một ngày 5 video clip Minecraft cho các bạn xem thoải mái. Đấy. Bệnh tập thì ra hết, 10 triệu, 10 20 triệu một tháng thì trời ơi,
nó ngoan vãi cả trường, tội quá thì không làm đúng không bạn? Ok, mình sẽ, ủa sao cứ ra con linh tinh vậy? À đây đúng Maki Cap rồi, quên, đang để cho các bạn xem con Maki Cap mà lại quên mất. Thôi để lần sau nhá, mấy con này thì một hit là chết à. Mình đang Maki Cap bây giờ mới cấp 11 các bạn ạ, mình đang rất là cần luyện nó lên cấp 26 thì phải. 26 thì nó sẽ gọi là cá chép vượt vũ môn hóa rồng các bạn ơi, đẹp lắm, không đùa được đâu. Mình nghĩ là đánh mấy con boss thì nó sẽ dễ hơn đấy các bạn. Đây con cao nhất của mình là con Trianta cấp 80-74. Nếu bây giờ mình gặp con boss Legendary thì nó sẽ cấp 94. Và nếu gặp con boss Ray thì nó sẽ cấp 84 các bạn. Con tầm này là con sau khi tiến hóa của con sâu các bạn. Con sâu ấy, con sâu, con Pokemon đầu tiên mà Satoshi bắt được. Sau hình như là cho con nhỏ mà Satoshi làm hỏng xe đạp các bạn. Rồi sau đó tiến hóa con bướm mắt đẹp luôn. Ok. Đánh nhau đâu đấy. Con này cấp 24 này. Đánh nhau y xèo hết luôn. Mình cũng chả biết đánh nhau đâu nữa. Nhưng mà mình cần tìm những con Pokemon mạnh mạnh trên núi ấy. Trên núi thì thường có mấy con Pokemon mạnh các bạn. Mình không để chế độ kia các bạn ơi. Mình không để chế độ bình thường. Bởi vì chế độ bình thường ấy, nó sẽ không có zombie, không có skeleton, không có creeper. Tuy nhiên ấy, là nó lại có một cái loại cực kỳ khủng luôn. Đó chính là nó có băng rocket các bạn ạ. Băng rocket thì nó sẽ đi chạy theo mình để nó ăn trộm Pokemon trên người mình ấy. Mình thì rất ghét cái điều đấy. Mình biết là cũng có nhiều bạn sẽ không thích cái điều đấy một chút nào hết. Các bạn biết tại sao? Bởi vì nếu như mà gặp băng rocket thì mình bắt bao nhiêu công sức mới được một con huyền thoại đấy. Nó chỉ cần vào nó liếm phát mất con Pokemon huyền thoại là mình rất là tức đấy các bạn. Mình được hai cái quả màu đỏ này. Bây giờ mình sẽ tìm đường để đi lên núi nha bạn. Lên núi thì chắc là sẽ dễ kiếm được Pokemon cấp cao hơn để đánh cho nó sướng. Đó. Với cả là dạo đây á, cái phong cách chơi game của mình á thì nhiều bạn nói là bắt chước người này, bắt chước người kia. Nhưng mà thực sự á là cái vấn đề mà bắt chước á thì cái đấy là không phải là YouTube nó gọi là cấm các bạn hiểu không? Bởi vì chúng ta đều có quyền gọi là có những ý tưởng nó giống nhau. Với cả là phải nói như thế nào nhỉ? Nếu như mà nói là bắt chước thì bây giờ chẳng lẽ mình lại mốt mình đi đẻ con mình thì các bạn lại nói là mày ơ thằng này mày lại bắt chước bố tao đẻ ra tao. Mày lại bắt chước bố tao mày đẻ con giống bố tao, mày bắt chước bố tao đẻ ra con mày giống mày bắt chước bố tao đẻ ra tao. Vậy nó hơi kỳ cục đúng không? Thôi chúng ta đừng nói đến cái vấn đề bắt chước nữa, mình chỉ cần nói vậy đấy thôi. Ai mà thông minh thì chắc chắn sẽ hiểu các bạn. Đây. Đây là con Maki Cap của mình. Con Sini hơi hiếm đấy các bạn. Nó đang dưới đành đạch này. Bởi vì đây không phải đánh nhau dưới nước các bạn. Nếu đánh nhau dưới nước thì nó sẽ không sao. Nhưng mà đây là đánh nhau ở trên bờ cho nên là nó sẽ bị dưới đành đạch vậy đấy. Ui chết rồi, con này mạnh đấy. Mình nghĩ là nó sẽ đánh. Ui nó hồi máu kìa. Mình nghĩ là đánh sẽ được đánh được con Grand Ninja của mình đấy các bạn. Nhưng mà Grand Ninja của mình luôn được đánh trước á, cho nên là cũng chả sợ. Ui bị ngủ à. Thôi chết, nó giết con Grand Ninja của mình mất. Ôi, bị ngủ đấy các bạn. Bị ngủ thôi, bao giờ mới tỉnh đây? Rồi, tỉnh rồi. Rồi, lên mấy cấp luôn này các bạn. Boss à? Ây, cầm xìa này anh em ơi. Wow. Con này ngày xưa mình thích lắm các bạn ơi. Đây, như bạn nào mà xem mấy cái series cũ của mình là sẽ biết là mình cực kỳ thích con này luôn. Ôi, tiến hóa đến mức độ này luôn à. Hồi trước mình chơi nó chưa tiến hóa đến mức độ này đâu. Nhưng bây giờ nó đã tiến hóa đến mức... Con này hệ tâm linh à? Hệ tâm linh không biết là có sẽ sợ hệ rồng không ta? Để mình xem nhá. Orin. Ôi, con cờ hó. Nó chạy con ngựa nó mất luôn các bạn. Ok. Không biết nó có sợ hệ rồng. Đừng nói là chạy lại teleport mất. Fuck you. Nó trốn rồi. Thôi mình không chơi nữa các bạn ơi. Nó mất dạy quá. Buổi tối thì ở trên vùng núi thì nó sẽ dễ xuất hiện đấy con. Nó đâu nhỉ? Tele đâu mất rồi các bạn ơi. Mình không thấy đâu luôn đấy. 52 ô mà mình không biết nó chỗ nào. Chỗ này thì dễ xuất hiện con Pokemon Diancie các bạn. Pokemon huyền thoại. Mình nghĩ là mình nên mé lên núi này sẽ dễ kiếm hơn này. Mấy hôm nay mình cực kỳ gọi là buồn luôn các bạn. Mình không buồn vì những bạn nào mà ủng hộ mình, mà mình buồn vì những bạn nào mà tự nhận là fan của mình ấy rồi chửi mình á. Như thế nó sẽ rất là buồn cười. Nó không giống như là những cái thứ mà bình thường chúng ta từng gặp đúng không?
Nếu mà các bạn hâm mộ một người thì các bạn đừng nên chửi người nào đó thế này thế kia, bởi vì như thế thì các bạn đừng nhận là fan của họ. Như vậy thì những người nào mà gọi là các bạn nhận là idol ấy thì họ sẽ cảm thấy rất là khắm. Và riêng mình cũng cảm thấy khắm vãi cả trướng á. Nhiều bạn nói là ui rồi tao là fan của mày đây, thế là nào mày không ra video. Trời ơi, tôi còn phải đi làm nữa mẹ ơi, con còn phải đi làm nữa má, thời gian đâu ra nhiều để làm video cho các má xem. Bây giờ các má mà cho con tiền để con nuôi sống sinh hoạt đi thì con đảm bảo là ngày nào con cũng có video cho các má xem nhá. Các má đậu phộng buồn ghê luôn á hả. Thì thực sự ấy là mình muốn mấy hôm nay ấy là mình có làm một, hôm qua mình có làm một cái clip Pizzamon ấy, thì kiểu Lucky Block ấy, các bạn biết là cái ý tưởng ấy mình lấy từ ai không? Nhiều bạn nói là mình lấy của ui thế này bắt chước của anh Slenderman. Thậm chí mình còn không biết Slenderman là ai nữa. Nhưng mà mình mới tìm hiểu thì mình mới biết. Tuy nhiên là cái mình không hề gọi là lấy ý tưởng từ Slenderman nhá. Cái ý tưởng mà mình chơi đấy là làm nhiệm vụ ấy là mình lấy từ Zaki Natsumi đấy các bạn. Không biết là các bạn có biết Zaki Natsumi không? Là mình học hỏi Minecraft rất là nhiều từ Zaki. Zaki Natsumi thì làm Minecraft rất là hay, làm rất là lâu rồi, làm trước mình rồi, và rất là nhiều ý tưởng hay ho với cả là rất là thú vị. Vì thế mà mình học hỏi từ Zaki rất là nhiều. Thế là Pizzamon thì mình chả học hỏi qua ai hết. Pizzamon là mình tự học hỏi cả bản thân mình, bởi vì mình chơi Pizzamon hay vách cả trường ra. Mặc dù mình không xem Pokemon nhưng mình chơi Pizzamon vẫn hay đúng không ạ? Ok, chắc mình sẽ phải khóa kinh nghiệm của con Greninja để cho con kia lên nhanh hơn các bạn ơi. Chứ mình thấy lên hơi chậm đấy nhá, mãi mới lên được một cấp này. Ok, mình sẽ khóa kinh nghiệm của con Greninja lại để tập trung lên cho con kia thôi. Ồ, đã khóa chưa ta? Để xem lại nào. Đây, Shermani mới đúng chứ nhỉ? Đây. Ok, rồi đã khóa kinh nghiệm của nó Greninja lại để tập trung luyện cho Makikap. Nếu không thì mình sẽ không không kịp lần này đâu các bạn. À quên, có một cái vụ nữa, đó chính là vụ mà nhiều bạn nói là mình làm con Makikap cho tiến hóa thành con Gigadiot Zombie đi. Thì cái vấn đề mà gọi là đầu tiên là một con Makikap ấy, sau đó chúng ta sẽ xét đánh ấy thì mắt nó sẽ bị nói là mắt nó sẽ bị kiểu hoa mắt ấy. Thì cái đấy là quá bình thường rồi. Chắc là nhiều bạn, chắc là ai cũng biết hết rồi đúng không? Cho xét đánh hoa mắt sau đó là lại con boss khốn nạn này, con boss tele này. Mình không muốn bắt nó làm gì hết. Là chỉ việc xét đánh ấy, sau đó mắt nó bị hoa lên rồi tiến hóa lên thành con Makikap, thành con Gigadiot Zombie đúng không? Thì cái đấy là quá bình thường rồi. Thì có một bạn chỉ mình cách mới, đó chính là chúng ta sẽ đi câu cá ở hồ lava các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ câu được một cái con Pokemon cơ hội chúng ta sẽ câu được một con Makikap mà nó bị hoa mắt. Đấy, đó chúng ta tiến hóa lên, như vậy nó sẽ nhanh hơn. Tội quá thì phải sử dụng cái câu lệnh sét đánh làm gì. Còn riêng cái con Pokemon Shiny của mình á thì mình sẽ không bao giờ và không bao giờ mình cho nó tiến hóa thành zombie các bạn. Bạn biết tại sao không? Tội quá gì, kiếm mãi mới được một cái con Shiny đấy các bạn. Chứ bề mấy con thường nó tiến hóa thành zombie cũng thế, mà con Shiny thì tiến hóa thành zombie thì nó sẽ cũng thế. Thế là chả có cái lý do gì mà chúng ta lại tiến hóa con zombie từ một cái con đẹp này. Ui, là một con Tyranta. Lần trước mình có đi đánh dấu hiệu đi tìm kiếm con Tyranta này nè. Cho nên là bây giờ nó hiện ra đấy. Bây giờ mình sẽ đi lên núi để mình đánh con boss Latias này. Mặc dù cũng không cần thiết lắm đâu, nhưng mà cứ lên đi. Sao cài càng xa vậy? Nó biến mất luôn các bạn. Ở trên núi thì dễ xuất hiện con Pokemon huyền thoại lắm. Rồi, chắc tầm số nào bên kia sườn đồi các bạn ạ. Mà tự nhiên tối nay là ít Pokemon huyền thoại thế nhở? Đúng ít luôn, à ít Pokemon ở trên núi ấy nhở. Mấy lần trước mình đi ở trên núi là quá trời, ui, quá trời Pokemon cấp cao luôn ấy. Tuy nhiên là hôm nay mình đi chả thấy con Pokemon nào, hình như trên kia có con gì kìa. Để mình lên xem nào. Nhìn nó khá là to. À, con Wi-Fi tiến hóa cấp 40, cũng tạm được các bạn ạ. Cũng được, tạm được, để cho Greninja được thưởng thức con này. Một hit. Đánh đau lắm các bạn, Greninja của mình đánh đau lắm. Một hit gần chết thôi chứ chưa chết. Để cái chiêu này là chiêu đánh boss của nó đấy. Thường thì gặp với con boss cấp cao ấy, thì nó sẽ đánh hai phát và con boss sẽ chết. Nếu như mà nó là con cấp cao nhất.
Rồi, Makikap bây giờ lên cấp 15. Hình như lên cấp 16 là có thể tiến hóa được luôn đấy các bạn. Các bạn biết mình cần con rồng để làm gì không? Mình cần con rồng với mục đích là để trong tương lai mình đi bắt mấy con nhiều con Lugia hay là con Kyogre á, thì mình sẽ đi ra biển. Mà đi ra biển thì mình sẽ chơ vơ giữa biển đúng không? Chơ vơ giữa biển thì mình sẽ sử dụng con Gigadiot đấy để mình đứng ở biển, sau đó là mình bắt con Granita cho dễ, à bắt với con Pokemon huyền thoại ở ngoài biển cho nó dễ các bạn. Đó, đấy là mục đích của mình á. Ok, xong. Rồi lên cấp 16 rồi vẫn chưa tiến hóa, hình như phải hai mấy mới tiến hóa các bạn. Ui giời ơi, còn miếng xào ở đây. Ok. Mình chơi game chủ yếu là giải trí thôi các bạn. Cho nó vui thôi chứ mình không phải là người gọi là cần kiến thức nhiều đâu các bạn ơi. Như bạn nói là anh chơi game gì anh cũng cần kiến thức á. Thì là mình chơi, đôi khi mình chơi mà không cần kiến thức nhưng mà người ta xem người ta vẫn thích. Đấy. Thế gọi là đẳng cấp. Nhưng mà mình biết là chắc chắn là không thể nào mà vừa lòng của tất cả mọi người được. Vì thế mà sẽ có rất là nhiều người không thích. Tuy là nếu như họ không thích thì họ chỉ có việc, chỉ có quyền là không xem nữa. Thì rất là đơn giản thôi. Không có gì phải gọi là cầu kỳ hết các bạn. Nhiều bạn kiểu không thích mình thì các bạn chỉ việc không xem thôi. Còn cá dẫy đành đạch này. Còn những bạn nào mà vẫn thích mình thì vẫn cứ ủng hộ. Thế thôi, có gì đâu. Đúng không mọi người? Chắc bây giờ mình sẽ phải đi qua bên chỗ đầm lầy các bạn. Kiếm một cái tòa tháp để luyện Pokemon cho nó nhanh. Chứ bây giờ luyện ở mấy cái chỗ này thì hơi bị lâu quá nha. Để mình thử ấn minimap mình xem nào. Chỗ đầm lầy là chỗ nào? Để mình TP đến đấy luôn cho nó tiện các bạn. Mình vẫn cứ quên mấy cái chỗ TP đây nhá. Đây, mình phải bay lên thẳng lên đây thì mới gặp được chỗ đầm lầy. Mà hơi xa rồi nha. Xem ở gần đây có chỗ nào gần hơn không. Ồ, chắc chỉ có mỗi chỗ đấy là cái đầm lầy thôi các bạn. Là mình cứ bay thẳng này tới cái đầm lầy trên đấy. Ok. Thì mình cũng trong lúc bay thì chúng ta cũng nói chuyện một chút nhờ. Bởi vì dạo đây cũng có nhiều bạn không thích mình nữa. Và vẫn có rất nhiều bạn thích mình. Thì bạn nào thích mình thì cứ xem video của mình. Có bạn à, một con golden này các bạn, một con cine golden, một con cá vàng. Mình không thích con đấy lắm nhưng mình không bắt. Có bạn nào mà không thích mình thì các bạn có thể không xem. Bởi vì thực sự là mình làm video chỉ có những bạn nào mà thực sự là thích mình xem thôi. Mình nói cái vấn đề đấy rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên là các bạn ấy không thích mình, nhưng mà các bạn ấy vẫn cứ vào xem rồi các bạn ấy chửi. Đấy. Mình cũng không hiểu là tại vì sao các bạn ấy làm như vậy các bạn. Thế mới khổ chứ. Bây giờ mình mới biết các bạn ấy tại sao các bạn làm như vậy. Không biết là các bạn có thiếu thốn tình thương hay không, hay là cái gì. Nhưng mà ui, chú thập. Wow. Wow các bạn ơi. Chuẩn con mỡ rồi, cái này mình thề. Cái này mình thề luôn. Wow. Cái này mình thề với các bạn luôn là mình không làm ra nó. Ui, có một cái chữ thập đây các bạn ơi. Vãi trưởng. Cái này mình thề các bạn là mình không làm ra nó luôn. Ok quá ta. Mình thề với các bạn luôn là mình không làm cái chữ thập đấy. Đấy, mình bay lên gặp cái chữ thập luôn. Bá đạo chứ từng gà đạo. Nhưng mình cũng không hiểu tại sao mà các bạn ấy lại sợ chữ thập đến vậy. Cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa biết tại vì sao các bạn ấy lại sợ cái chữ thập đến như thế các bạn ơi. Bởi vì mình thấy nó khá là bình thường thôi. Có cái lồng đèn trung thu gì đâu mà các bạn ấy lại sợ đến vậy nhờ. Cũng chỉ là một cái chữ thập thôi mà. Như bạn nói là đây là biểu tượng của Hero Bride ở trong Minecraft các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy nó khá là bình thường. Chả có gì gọi là bất thường hết. Ok, mình sẽ đánh con Venusaur này. Mình thấy đánh boss lên cấp cũng lên luyện level cũng nhanh ấy. Ê ê. Vãi tí chết này các bạn. Makikap. Mình sẽ thay Garen Ninja cấp 84 này. Rồi. May quá. Hệ lá là nó phải khắc hệ nước thế nhỉ các bạn nhỉ? Thế quái nào hệ lá lại bị hệ nước đập hệ nước không đau mấy này. Ôi, mà mình đập nó không đau thật. Hệ nước, hệ lá sẽ sợ hệ lửa. Vì thế mình sẽ cho con Godon ra. Ok, lava là gì đây? Cũng không đau lắm, không đau lắm các bạn ạ, nhưng mà đủ để giết nó. Machop. Ủa, có con Machop ở gần đây à? Ok. Ok, ui đánh nhau trời mưa đây này. Ê mà trời mưa thì nó rất là ra biển này, rất dễ gặp con Pokemon gì nhá. Metromo. Ủa, sao rơi cái Metromo gì đây? Metro là cái gì? Machop. Đây có một con ma chớp này. Ma chớp cấp 5 các bạn. Ma chớp này. Ma chớp này. Đây một con boss Banette nữa. Một con boss Banette ở đây. Mình sẽ qua xem nó như nào. Ui.
Con gà sinh tồn này. Ôi nó mạnh quá. Mình phải cho Pokemon khác. Cho con này thì hơi quá đáng các bạn. Mà kệ, giết luôn. Ok, mang cái cáp lên cấp 18 rồi. Ui con Legendary luôn anh em ơi. Nhìn có vẻ bá đấy. Ok, mình sẽ Pokehill để thuận tiện cho cái việc mà luyện level cho con Pokemon xịn nhất của mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ tắt kinh nghiệm cho tất cả những con này đi. Rồi tập sau mình sẽ mở lại nha các bạn. Các bạn nhớ nhắc mình nha, không mình lại quên mất đấy. Ok. Mình kiểu hay bị quên lắm các bạn. Đây. Yes. Hình như mình vừa mở khóa kinh nghiệm cho con Trianta thì phải. Ok. Mình đã tắt hết rồi. Hình như chỉ có mỗi con Trianta là... Ủa sao lại là con hai run này? Ôi chết rồi. Con này còn Sini này các bạn. Con boss này còn Sini này. Ôi bây giờ thế nào để mình thay con Magikarp vào để nó không bị đánh đấy. Nó không được rồi. Mình bị lố rồi các bạn. Rồi giết nó rồi. Mấy con này ui đánh chậm thế. Rồi cho Greninja vào là không ai được kinh nghiệm hết nhở. Cái gì đấy? À được một cục ngọc tiến hóa. Một cái sợi dây gì đó. Ok. Ôi lại có một con boss đây đấy này. Mình phải chỉnh sao cho con Magikarp là con da đầu tiên thế nhở. Như thế thì mình mới có được kinh nghiệm. Mình thế mới có được kinh nghiệm cho Magikarp các bạn ơi. Ok. Mưa mà dung nham mình không bị cái gì hết này. Trời mưa ở đây rất nhiều Pokemon xuất hiện. Bạn thấy này, khu này là ma chớp nó xuất hiện một đàn luôn. Trời mưa mà quá trời Pokemon xuất hiện luôn. À quên mình hiểu rồi, lúc đấy mình cho cái con này ra đầu tiên đấy là bởi vì mình muốn cưỡi nó đến khu đầm lầy. Đấy. Mình bị lú lẫn rồi các bạn. Đấy. Ok. Mình biết là nhiều bạn rất muốn xem video clip của mình á. Ui chết. Biết rất là nhiều bạn muốn xem clip của mình nhưng cũng có rất nhiều bạn ghét xem clip của mình. À, bây giờ làm thế là bây giờ có cách nào hay không các bạn? Có thể khiến cho người ta cảm thấy là ui cái khu này ấy thường xuất hiện con ôi. Gì á? Phải. Cái khu này ấy thường xuất hiện một con Pokemon gọi là con gì nhỉ? Con gì mình quên rồi, con xuất hiện khu này như là con Entel phải. Thì con Entel ấy, ở lần trước mình có nói ấy, nó là một cái dạng tiến hóa khác của con Raikou. Lúc đấy là mình cũng nói sai đấy, có nghĩa là cái khúc đấy ấy, lẽ ra mình phải nói là con Entel là một trong ba vị thần của giống như kiểu Raikou ấy, bởi vì mình biết là có một loại buổi sáng, một loại buổi chiều với lại một loại buổi đêm thì phải. Mình nhớ không nhầm mình như thế, bởi vì đấy là một cái thông tin mà mình đọc từ hồi trước của các bạn ấy chỉ mình nhá. Thì mình cũng chỉ biết như vậy thôi, chứ mình cũng không biết rõ lắm đâu. Đấy. Nói chung là làm cái nghề YouTube phải khổ lắm các bạn ạ. Chỉ cần sai một tí là người ta chửi. Không ai cảm thâm cho hết. Đấy. Không ai thông cảm cho hết. Người ta chỉ thấy là mình sai là bắt đầu người ta bu nhau lại người ta chửi thôi. Đấy, chỉ óc chó người ta chửi ngu cho vừa mồm thôi. Rồi cái khi nào mình lại buồn quá mình không làm nữa thì lại tiếp tục chửi. Là tại sao mày không làm nữa? Mày chửi tao thế thì sao tao làm được? Tao mất hết cái sự gọi là hứng thú với tựa game rồi. Ngày xưa mình bỏ Minecraft thì cũng chỉ vì các bạn đã chửi mình nhiều quá cho nên mình nghỉ thôi. Bây giờ làm gì có ai mà bị chửi mà không buồn các bạn? Bị chửi là phải buồn chứ. Bị chửi là quá buồn luôn. Không phải buồn bình thường nữa. Đây. Ủa? Sao cái khu này nó từ. Đây mình mở cái map nó bé này để mình xem gần đây nó có cái tháp nào không các bạn ơi. Đây. Mình đang có nhu cầu vào đánh mấy cái tháp này. Đây. Bây giờ phải đánh mấy cái tháp này thì trong mấy cái tháp nó có rất là nhiều Pokemon các bạn. Ok. Trong cái tháp này có rất nhiều Pokemon vì thế mà mình có thể luyện cấp rất là dễ. Đấy, một con Lampert này. Mình cũng muốn bắt một con Lampert về các bạn. Bắt một con Lampert về thì nó sẽ rất là tiện. Con Lampert này như là mấy cái chiêu đánh tay thường thì chắc không đánh nó đâu. Ok. Mình sẽ đi luyện skill cho Pokemon trên đây là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Cho Greninja ra. Greninja như vẫn đánh được con Lampert thì phải. Nhưng một chiêu là chết à? Đó. Trên đây nó sẽ có một con boss. Lại một con Lampert đây các bạn. Mình nhớ là mấy con Lampert này cấp cao lắm nhỉ. Sao bây giờ vào đấy là cấp thấp ấy nhỉ. Ok. Mấy con này hệ tâm linh ấy mà. Đánh nó rơi ra mấy cái đuốc cái đèn không à. Một con Mila Savert nữa. Ôi Adiancia. Yeah các bạn ơi. Chúng ta sẽ gác tất cả mọi thứ lại để chúng ta đi bắt con mặt nồi Adiancia các bạn. Rồi Pokemon huyền ảo thì phải. Không mình không quan tâm lắm. Nhưng mà bây giờ cái mục tiêu của mình là bắt nó.
Mà bây giờ nha các bạn, nên nhớ một điều đấy, là bây giờ mình không còn một cái quả Master Ball nào nữa. Một quả Master Ball mình đã dùng để bắt Tapu Fini rồi. Và một quả Master Ball thì mình dùng để bắt con Mew. Để cho các bạn nào chưa biết. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt con này. Lại một lần nữa gặp nhau em ơi. Không biết là lần này em có thuộc về anh không. Pokemon Greninja nhá. Con Greninja đánh khéo lắm các bạn. Water Sulican khéo lắm. Hai hit là con này không chết. Ủa. Ê. Tao chỉ nói mày đánh khéo thôi, mày đừng giết nó. Ok. Đây máu đỏ rồi nhá. Bác Pokemon. À mình có 59 quả Ultra Ball các bạn ơi. Yes. Sao con này lại xuất hiện vào trời mưa nhỉ? Mình tưởng là có một cái con gì ở ngoài vùng biển đấy, nó mới xuất hiện vào trời mưa đấy. Mình không ngờ con này lại xuất hiện vào trời mưa luôn. Ok, vào đây. Vào đây nào, Pokemon yêu quý của anh. Mình đã từng bắt hụt nó một lần rồi. Bây giờ mình không muốn là bắt hụt nó lần nữa các bạn ơi. Con này cấp 70 đấy. Chứng tỏ nó mạnh như con Mew. Không biết có thật hay không nhưng mà nó cũng bằng cấp so với cả con... Nó cũng bằng cấp so với con gì ta? Bằng cấp so với lại con... Ây, sao dễ vậy? Yes. Ôi, tiến hóa luôn này các bạn. Yes. Ok, tiến hóa luôn. Vãi trưởng. Tại sao mày lại có thể tiến hóa cùng lúc như này? Rồi, chúng ta sẽ cùng xem cái sự thiện... Ui, Gigalios, đợi đấy chưa? Ủa. Yes. Wow, đẹp không anh em? Quá đẹp luôn. Cấp 21 là nó tiến hóa rồi nhỉ? Đều thế. Mình tưởng với cấp 26, 27 nó tiến hóa chứ. Và tập này mình vừa bắt được một con Pokemon huyền thoại. Ủa, cái bí ngô mình tưởng là kia cơ. Đừng nói con Sini này nhá. Sini gì? Con cua Sini à? Thôi giết luôn. Đậu phộng, mình không thích con này đâu. Mình không thích con này một tí nào hết. Quẫy đuôi. Quẫy đuôi không đau à? Rồi, cho Greninja ra. Bây giờ mình sẽ đi về, mình sẽ review con... Ui, cấp 46 rồi các bạn ạ. Sini gì cấp cao ấy. Con này hệ nước đúng không? Hệ nước thì mình sẽ sử dụng hệ đất để... Lá à? Phải hệ lá thì mới khắc chế được con này đúng không? Nhưng mà mình không có con nào hệ lá hết. Nên là mình sẽ lấy tạm con Trianta Mega Evolution ra. Mình thấy cái tiến hóa ở ngoài nó sầm xám nào bạn. Mình tưởng là nếu tiến hóa ở ngoài thì nó tính tiến hóa vĩnh viễn luôn. Nhưng mà không. Tiến hóa ở ngoài nó chỉ tiến hóa một lần thôi các bạn. Thế mình thấy chả có gì vẹo gì. Gì đấy? Nấm ạ. Vứt. Bây giờ mình sẽ từ nhá. Để mình quay trở về nhà. Để mình cho các bạn xem con Pokemon mới của mình. Trước tiên là mình phải đi ngủ một cái. Đấy. Mình không muốn mang cái giường theo. Đây là cái vấn đề mình không muốn mang cái giường theo các bạn. Đấy, mình muốn về nhà là sau khi mình tự tử cái về nhà có giấc ngủ luôn. Và cái PC ở ngay người. Đó, tuyệt vời. Mình sẽ bỏ tạm con Gyarados đỏ nhá. Đây, mình sẽ review bạn xem con Gyarados luôn. Bởi vì cũng nhiều bạn muốn xem con Sini. Đó, dòng Sini á. Đó. Đẹp không anh em? Đó, quá tuyệt vời luôn. Ok. Nhưng mà đấy không phải là trọng điểm của tập này các bạn. Trọng điểm của tập này đó chính là đây, đi xe đây. Đã xem ạ. Mình đã có rất là nhiều Pokemon huyền thoại rồi anh em ơi. Đây. Wow, bá chưa. Để mình thử ra đánh một cái con Pokemon khác để xem là cái sức mạnh của con này thế nào nào. Lần trước mình bắt hụt nó một lần nữa các bạn. Ai ngờ này bắt được. Tuyệt vời. Để chạy xem nào. Đây, bây giờ muốn kiếm con nào để đánh lộn quá mà. Không có các bạn ơi. Khu Taiga này sẽ có một cái con gọi là con con gì nhỉ? Con Iwanko và Lycanroc, rất là nhiều con Lycanroc. Bởi mình chưa có xem phim kia, mình chưa biết con Iwanko ấy nó tiến hóa theo tiếng Nhật thì nó sẽ đọc là cái gì. Đây, con cấp 8 đây. Mình chỉ thử sức mạnh của con này thôi. Úi dồi, thôi cái gì mà yếu vậy? Không có đam các bạn ơi. Mấy chiều này không có đam. Bây giờ phải đi học được, bây giờ phải tìm được cái ông kia cơ. Ông mới chỉ cho mình đường cơ. Ủa, mà sao mọi người không tìm cho mình cái tọa độ của vùng Mesa thì mình buồn quá. Mình cho các bạn cái sheet mà các bạn ấy không tìm cho mình cái tọa độ của vùng Mesa. Và thay vì đó các bạn toàn chửi mình thôi. Thế mới khổ chứ. Không có ông học skill đây ta. Cái, mấy cái ông học skill nó có thể biến mất được các bạn ạ. Vì thế mà lần trước mình xây một cái nhà đây đấy. Vô con ngựa nó bổ luôn. Không hiểu cách nào nó chạy trốn được luôn. Mình khóa vào trong nhà mà ông vẫn lên được. Thế mới đau chứ. Đau skull. Ok rồi các bạn ơi. Tập này mình sẽ dừng ở đây nha. Và các bạn thấy con DLC của mình thế nào?
Nếu các bạn thấy đẹp thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.